Ui xôi ôi, quá khét quá khét. Đây là lần đầu tiên mình thấy cái tổ chim mình bịp mà nó đẻ nhiều đến thế các bạn ạ. Quá phê. Vẫn còn 4 trứng. Quả tổ thì quá là uy tín rồi, nó làm ở cái cây thì cực kỳ chắc. Rồi, ok, hello, mình xin chào mời tất cả anh em nhé. Chúc anh em ngày mới vui vẻ. Hôm nay là ở trên mình là có mấy đứa em gái đang gói bánh chưng anh em ạ. Ở trên mình cái loại bánh này là gọi là bánh do này anh em ơi. Không biết ở chỗ anh em gọi nó là bánh gì. Nó cũng dạng như kiểu bánh chưng ấy, nhưng mà sẽ là lấy lá chít để mà gói. Thường thường là mình gói bánh chưng là sẽ lấy lá rong đúng không anh em. Nhưng mà cái này là mình dùng lá chít. Vẫn là cho gạo nếp xong rồi đây này, cái gọi là cái gì nhỉ? Đậu. Xong rồi một ít thịt lợn, ba chỉ. Đó. Nhưng mà lại cuốn bằng lá chít thì ở trên mình gọi cái này là bánh do anh nhé. Bánh do. Ở một số chỗ thì cũng gọi là bánh ú. Nhưng mà cái bánh ú kia là không không cho gạo nếp vào mà là sẽ cho cái cho cái gì vào mình cũng không biết nữa. Nhưng mà nó không phải là bánh ú cái này nè, mà gọi là bánh do, hay còn gọi là bánh chưng gói lá chít. Đó. Chính ra làm cái này công phu phết đấy anh em ạ. Không gói được những cái to. Mà cái này thì khi mà chín xong thì mình ăn thì chắc là được 2 miếng. Đấy. Đây, mở một miếng thịt vào xong rồi cho nếp với lỗ vào. Quấn lên. Buộc vào. Có lẽ cái này nó đẹp cái gì.
Ngày xưa là cứ phải lợi đến là những cái dịp lễ dịp Tết thì mới có cơ hội để mà được ăn bánh chưng, bánh chưng, bánh dày. Nhưng mà như kiểu thời buổi bây giờ thì chỉ cần là muốn ăn thôi nhỉ, muốn ăn là cứ lên rừng kiếm lá rong, xong rồi ra chợ mua ít thịt lợn cộng với nếp nhà có rồi, thế là lại có bánh chưng để mà ăn. Chứ nó không như kiểu ngày xưa. Ngày xưa cứ lợi đến cái ngày gọi là dịp Tết để mà ăn bánh chưng thì nôn nức thôi rồi luôn. Tới công chuyện luôn rồi. Đây là anh em xem này, con chim bách thanh của mình nó trèo lên trên là nóc nhà. Vừa nãy là nó bay lên trên tận trên kia cơ, nhưng mà bây giờ nó đói rồi nó mới chạy, gọi là nó mới chịu xuống luôn đây các bạn. Này, ấy, xuống rồi. Này. Rồi. Xuống đây. Đấy. Ô kìa. Vừa nãy lúc nó mới bay ra kìa. Cái con chim ở khu vực sân mình ấy, con chim sâu, đặc biệt là con chim sâu, nó ra nó kêu thì thôi rồi luôn đấy các bạn. Kiểu như là chưa thấy cái con này bao giờ hay sao ấy. Đấy. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Đẹp. Con chim nhỏ siêu siêu của bác đấy. Chim nhỏ siêu siêu đấy. Đấy, trời than này. Trời than. Đây là hai bé trời than non hôm qua mình mang về đây nha mày. À, cẩn thận nhé. Con lúa tổ nó rơi xuống đây này. Đây, chim lúa tổ đây nha mày, ba bé. Hôm nay trời nắng ra nên là mình mang ra cho nó tắm nắng tí. Lú tổ. Rồi em bón thế nào xong. Bây giờ nó lại lói rồi này. Còn đây là chim mà gõ kiến đầu dìu. Mấy hôm nay thả ra chơi kiểu như là trời mưa ấy, nó cứ ra những cái chỗ nào mà có đất có bùn, nó tắm lông nó bẩn hết. Hôm nay xịt nước vào để cho nó lông nó lẹp trở lại anh em ạ. Nhưng mà xịt hơi nhiều nên là đây, anh em xem đây. Con nào con ấy run cầm cập luôn. Ấy rồi. Kéo khi nó mổ thủng cả yên xe đấy. Mổ dài cứ như là cái con rẽ run. Bữa nay là mình sẽ lên cho anh em một bé chim họa mi chiến vừa hót. Con này thì nó cũng chỉ mới được 5 đến 7 tháng lồng thôi, nhưng mà do là chim tố chất nên là cũng khá là ok rồi anh em nhé. Đây. Con này thì bộ 68. Hiện tại đang thay lông. Lông lá nó thì đẹp không tí vết rồi. Để lát nữa mình dùng máy zoom, mình zoom gần cho anh em xem. Đây mình đang đứng cách độ khoảng một sải tay, hót thoải mái luôn anh em nhé. Chim rộng già rừng hót chuẩn. Chuẩn thì chắc là tầm độ khoảng 70-80 anh em ơi. Chim già nên là nó cũng không được dạng kiểu những cái con chim mà mình hay quay mà kiểu xách tay đi, vừa xách tay vừa hót đâu. Nếu mà muốn xách tay được như kiểu đấy thì anh em phải chăm độ khoảng 2 năm. Rộng quá là phê luôn. Đó thì nếu anh em nào kết thì mình sẽ gửi thêm clip ở bên Zalo. Zalo thì mình có để số điện thoại cũng như là Zalo ở phần mô tả ấy, thì anh em nào ưng cái con này thì nhắn tin bên Zalo cho mình để mình gửi cái clip nó úi nhau cũng như là clip hot cho anh em xem nhé. Chim bộ to không cần lỗi.
to dài luôn, dáng quá đẹp. Đó. Ở trên mình bây giờ là trà màu nó cũng ít rồi anh em ơi, nhiều anh em chơi quá lâm ra là trà màu cũng không có, chỉ lợi cho những cái làn trà màu mà kiểu như là nó má trắng ở trên rừng nó thoát rộng ấy, thì lúc đấy mới làm clip đi bẫy cho anh em xem. Bây giờ đi bẫy má trắng cũng được nhưng mà khổ nỗi là má trắng bây giờ nó chưa thoát rộng cơ, bẫy về nó toàn hỏng hết chim, không chơi được. Kiểu như là bẫy về xong rồi nó chưa thoát rộng, mình về ép cho mấy con chim nhà mình vào rộng cho thì nó lại pha rộng ra hết ý. Ra cho anh em xem cái AV của mấy con chim này, lâu lắm rồi không quay cái AV này nhá. Đây, một lôi trà màu ngũ sắc chòe lửa chòe than. Trời vừa mưa xong nắng lên chim hót coi như là náo loạn hết cả lên luôn. Ở bên kia có một cái tổ chim trà màu bông, nó vừa mới xuống tổ sao anh ạ? Đây, chúng mái nó dò vào trên này. Xong rồi chim non thì nó kêu tít tè ở bên kia. Tít tè. Chắc là lùi nó cũng khá là già rồi anh ạ, nghe cái giọng của nó kêu khá là khỏe rồi. Thì ở nhà là cũng không có việc gì làm, nên là bây giờ mình sẽ làm một chuyến lên trên rừng, nữa anh em đi tìm tổ chim nữa anh em nhé. Đây, hiện tại là mình đang ở một cái khu vực thì mình cũng chưa lên tìm tổ chim bao giờ, không biết là trên này có chim không nữa anh em ạ. Ui rồi, cái này phun trừ cỏ hay sao anh ơi, vàng hoe cả một cái khu rừng, một cái bãi cỏ rồi. Trên này thì phun trừ cỏ. Xong rồi dưới kia là vẫn có một cái nguồn nước để mà dẫn về nhà để mà sử dụng. Sợ thật. Đây, đi chuyển đến đoạn trên kia có một cái khe nhé. Nó có cả rừng cây tre, cây chít. Nên trên đấy khám phá xem. Trên này có mấy khô ruộng bỏ hoang. Đây anh em xem này. Cái này chắc là nhiều cào cào lắm đấy anh em ạ. Cào cào cũng. Đây này. Nó hay ở chỗ mấy cái bãi cỏ này. Khô. Khiếp thật. Đây này. Quả nhiên loán không sai mà. Rất là nhiều cào cào luôn. Đấy. Đây này, mình tính là sẽ di chuyển đến khu trên này kìa. Nó có rừng tre. Xong rồi mấy cái khe kiểu này là nó hay có cái con chim lạ. Ví dụ như kiểu chòe nước hoặc là cái con các kiểu gì đấy, nói chung là. Cái này mà thả trâu vào thì hết ý luôn anh em ơi. Khu chắc không ai lên đây này.
có hàng rồi anh em ơi. Cái này mình phát hiện ra chỗ này có một tổ chim mình bịp này anh em ạ. Thôi mình di chuyển vào trong cái tổ của nó đã. Chỗ này hơi rộng luôn anh ơi. Này, quá là rộng. Ok anh em nhá. Anh em thấy gì chưa? Một cái tổ chim mình bịp ấy anh em ạ. Ôi xồi ôi. Thấy nó bay ra không biết là con nó nở chưa. Từ từ. Ôi xồi ôi. Ok chưa anh em ơi? Một đôi, hai đôi, năm quả hay sao anh em ạ? Đúng không nhờ? Quá khét. Đây là lần đầu tiên mình thấy là cái tổ chim mình bịp nó đẻ tận 5 quả luôn đấy anh em ạ. Khủng khiếp thật. Ở bên ngoài trời đang mưa to. Chắc cái tổ ấy đang ấp sâu rồi anh em nhé. Vừa nãy là mình đi qua thấy nó bay ra. Ghê thật. Tổ mình bịp. Thường là mình bịp nó chỉ có tầm 2 đến 3 quả thôi. Còn đây có tận 5 quả cơ. Anh em biết lộ khủng khiếp của nó như nào rồi. Đây cho anh em xem một lần nữa này. Sợ thật. Quá đỉnh. Khiếp. Chưa gặp cái tổ chim nào mà nó ảo diệu như vậy anh em ạ. Chẳng nhẽ quấy vụ rồi. Nó cố để con nó nở nhiều chăng. Thôi ok rồi, bây giờ mình sẽ di chuyển ra ngoài thôi nhé. Trời đang mưa, không là mưa to lại hỏng trứng của nó. Để mấy hôm nữa mình lên thăm, nên quay cho anh em xem. Ghê thật. Dưới này cái con chim trà má bông nó cứ tít tẹt từ nãy giờ. Đây, chú má nó đang dò bên trên này anh ơi. Mình sẽ sửa xuống tìm thêm xem là có phải là chim trà má bông non nó đói không, hay là lại bị bác nào bỏ chim non vào trong lồng sập xong rồi để mà gài bẫy bố mẹ của nó không. Đấy, nó kêu ở dưới này anh em ạ. Nhưng mà không biết là kêu chỗ nào. Cứ đi tẹt tẹt từ lúc mình lên thôi.
Ở vực dưới này rồi anh ạ. Nó ở dưới này nhưng mà có vẻ như là con to rồi. Đuôi của nó chắc cũng bằng à, hai đốt tay rồi quá. Chú ơi, cũng sẽ có một cái tổ chim bách thanh này anh em ạ. Người thấy con chim bách thanh nó tha mồi vào chỗ này. Chỗ nào nhỉ? Không biết tha mồi hay là nó tha phân. Nó tha phân của con nó ra đây nó ném đấy anh em ạ. Đây nó tha từ bên kia. Thẳng tắt vào chỗ này, lúc đấy là mình ở trên kia nhìn thấy. Chỉ biết là nó vào chỗ loại này chứ không biết chứ không thấy là rõ là nó vào cái cây cà phê nào. Nhưng mà thấy nó vào cái cây cà phê thì ok rồi. Đây, chống mái đang bên kia. E là bên kia. Có khả năng là nếu mà tổ nó không ở khu vực bên này thì chắc chắn là cũng sẽ ở khu vực bên kia, bởi vì nó tha mồi thường thường nó sẽ hay có hai trường hợp. Một là nó tha phân của con nó đi ném, nhưng mà tha phân của nó con của nó đi ném thì nó sẽ không à, nó sẽ không thể cho mình thấy đâu. Còn là tha mồi về bón con nó thì thường thường nó sẽ bay thẳng vào luôn. Không biết ở chỗ nào anh em ạ. Không biết làm chỗ nào. Bên này chim sâu xanh nó gió này. Ra xem cái tổ chim sâu xanh bên này xem nào. Đây rồi, cái tổ chim sâu đây anh em ơi. Không biết là có quả trứng nào không đây. Ôi trời ơi, đây anh em chưa. Bên trong kia có một quả trứng trắng trắng kìa. Đấy. Hình như là có một quả trứng anh em nhé. Đây, cái tổ nó vừa mới làm đây này. Hài nhỉ, cái tổ chim này còn chưa nở mà nó kêu xách xách kiểu này rồi thì kiểu này không tồn tại được lâu đâu. Đây này, anh em chưa. Ở đây rồi. Úi. À bên trong kìa. Đấy. Đây này. Có một quả trứng anh em nhé. Ok chưa. Lại tiếp tục là một cái tổ chim sâu. Quả tổ thì quá là uy tín rồi. Nó làm ở cái cây thì cực kỳ chắc. Đây là cây cây chát. Cây lá chát. Có loại lá hay là mình ăn cá lốt ấy, mang về ghém. Hết nước chấm anh em ạ. Hôm mà mưa thế này mà thêm mà ít cá lốt vào thì có tuyệt vời luôn. Ok, tổ thứ hai. Mưa quá. Tìm mấy con trà má bông kia cũng không thấy, chị Bách Thanh cũng không thấy.
mấy cái chỗ khe kiểu này là hay có tổ chuối than này. Chuối than hay là mấy cái chỗ kiểu này như ạ. Nhưng mà không thấy. Có một số bạn hay hỏi mình là bảo mình làm một cái clip gọi là chia sẻ cái cách tìm tổ chim sao cho nó hiệu quả nhất. Thì cái cách này thì cái mẹo gọi là tìm tổ chim thì mình chia sẻ với anh em cũng khá là nhiều rồi. Nếu mà mình ra một cái vị trí mới, ví dụ như kiểu mình di chuyển ra khu vực này chẳng hạn, thì mình không biết là cái con trà màu thúng nó ở chỗ nào, thì tốt nhất là mình cứ đứng ở một cái vị trí cao như kiểu khu vực này, xong rồi quan sát, nếu mà thấy nó lượn qua lượn lại cũng như là hót, nếu mà may mắn thấy nó tha rác hoặc là tha mồi thì càng tốt. Thế nó tha vào chỗ nào xong rồi mình khoanh vùng vào tìm. Thế là thấy 100% luôn anh em nhé, không mà tốn sức. Còn là như kiểu mình đi tìm kiểu này, thì những cái chỗ nào mà nghe chim hót là mình ra tìm, xong rồi tìm thấy là có khúc nếu mà mình quay toàn cảnh quá thì mình lại cắt đi, mình chỉ quay cái tổ chim thôi, tránh tình trạng là những anh em ở gần đây nên là lấy mất à. Đó, thì tìm tổ chim nó cũng chỉ có thế thôi nhé. Chứ còn nếu mà bảo là tìm mãi mà không thấy, cứ thấy nó dò nhưng mà tìm không thấy thì chắc là chưa anh em không xem kỹ thôi. Như kiểu mình đi tìm nhiều mình quen thì thấy con chuối than nó lượn vào lượn ra chỗ nào nhiều là mình đoán ngay, đoán được ngay tổ nó chỗ nào. Ra xem cái tổ chuối than ở cây mận này, xem là nó lại bị làm lại chưa anh em ơi. Ôi, cái hốc này nó bị gãy mất rồi. Đây này, lý tưởng thế này mà cái hốc này gãy mất rồi anh em ạ. Khu vực này không biết là cái lôi chòe than nó làm tổ lượt hai này, không biết là tổ nó làm chỗ nào anh em ạ. Tổ đầu tiên là mình tìm thấy cái chỗ này, nhưng mà xong rồi không hiểu sao nó lại bỏ mất, nó nở rồi ấy, xong rồi nó lại mổ con mất đấy sao ấy. Xong rồi lượt tổ thứ hai thì không biết nó làm chỗ nào. Thì mình qua thăm cho anh em xem luôn cái tổ chim hồng hạch. Đây này, ở vị trí này. Không biết đã nở chưa anh ơi. Ô, vẫn chưa nở anh em ạ, vẫn còn có 4 trứng. Đây này, vẫn còn 4 trứng. Xung quanh đây không nghe tiếng là trống mái nó hót gì nhở. Thường là mình đi qua những cái tổ chim hồng hạch mà mình vào gần tổ đấy là nó pháo lắm. Vào gần kêu cũng như là hót thì thôi rồi luôn. Nhưng mà cái này im re anh em ạ. Đây, chỗ này có một cái hốc này. Ôi, cái này nước nó vào quá anh em ạ. Nước nó vào chim nó không về làm tổ được.
Gần hết rồi. Ok thì chắc là video của nhà cũng phép dừng lại lên nhé. Nếu anh em thấy video này hay thì cho xin một like, một like kênh. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại người gieo theo. Bye bye.